Thưa quý vị, tháng Chạp là tháng sắc Tết, dân gian hay còn gọi là tháng củ mật. Khoảng thời gian mà ai cũng bận bù đầu, phải đi lại thường xuyên, thức khuya dậy sớm, nên thường rơi vào trạng thái là mệt mỏi và đặc biệt là cực kỳ buồn ngủ. Vâng, lợi dụng sự bận rộn, mất cảnh giác của mọi người, bọn cướp giật, trộm cắp thường hoạt động mạnh vào dịp này. Vì vậy, người dân hãy đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình. Sau đây là ghi nhận về thực trạng này tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những hình ảnh được camera ghi lại vụ trộm táo tợn xảy ra ở nhà dân trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu. Tên trộm mặc dù đã biết rõ người nhà được gắn camera, tuy nhiên hắn vẫn ung dung leo rào, đột nhập vào nhà. Trong hơn 2 tiếng, đối tượng đã một mình lấy đi 3 xe máy cùng với nhiều tài sản có giá trị khác. Mà đêm trước là nó đã vào nhà nó xem một lần, và đêm sau thì là xem lại camera thì thấy là nó đi theo nhóm, sẽ phải ra cố lại cửa hẻm vì không thể nhìn như thế được. Còn đây là một vụ trộm khác xảy ra tại quận 9. 4 đối tượng mở khóa một ngôi nhà và lấy đi một chiếc xe mô tô phân khối lớn trị giá gần 1 tỷ đồng mà chủ nhân mới mua không lâu. Khu vực chung cư cao cấp Meteris Thảo Điền quận 2 và các tuyến đường xung quanh thời gian qua cũng liên tục xuất hiện các đối tượng lạ mặt đến bẻ gương chiếu hậu ô tô đang đổ tại đây, khiến cho nhiều người dân bất an. Chúng tôi thường xuyên được rà soát và giống như là họp bàn để mà hạn chế mức cái tối đa về an ninh trật tự, xảy ra vấn đề về trộm cắp hay là cướp giật. Thủ đoạn chung của các vụ trộm cắp tài sản hiện nay là các đối tượng gây án thường rảo quanh các khu vực dân cư để nắm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà. Sau đó chúng lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của gia chủ để đột nhập tập trung vào những hộ gia đình thường xuyên vắng nhà, ngủ không đóng cửa hay các hộ gia đình sinh sống biệt lập với bà con xung quanh. Đặc biệt là nên là lắp cái hệ thống camera an ninh để mà quan sát và cũng là một cái nguồn chứng cứ để sau này á, là bên phía cơ quan công an có thể là truy tìm. Mình phải đậu ở chỗ nào mà có người qua lại đó, để phòng những người tình nghi thôi. Ví dụ mà mấy anh mới đi xe mà cứ đảo qua đảo lại hai ba vòng ấy thì nói chung là mình sẽ biết được ngay. Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp cuối năm, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các giải pháp với nhiều lực lượng phối hợp, tăng cường lực lượng tuần tra 24/24 giờ. Mặc dù vậy, người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản cho chính gia đình mình.